Xin chào cả nhà, hiện tại bây giờ thì Minh Dũng đang ở ngay trước mặt nhà hát thành phố. Và bây giờ là khoảng 1 giờ rưỡi gần 2 giờ sáng. Bây giờ Dũng sẽ cho mọi người thấy cái không khí về đêm của Sài Gòn như thế nào nha. Rất là ok nha cả nhà. Đây cái chỗ này là hồi trước đó là nó văng rào lại rồi, bây giờ mới mở tung ra xong rồi các chị ở đây bắt đầu mới để ghế vô túa vô bắt đầu buôn bán. Thấy ghê không? Quá ghê luôn. Mà hồi xưa ở đây có nguyên một cái hàng triển lãm nhớ không? Đúng rồi, hồi xưa chỗ này là trước mặt rồi nhà hát phố, là cái chỗ này là chỗ triển lãm rồi đó. Bây giờ là coi như là người ta sửa lại xong rồi cuối cùng trở thành công viên rồi tối rồi các chị em mà ra đây ngồi chơi. Thì hôm nay bắt đầu Minh Dũng ra khám phá. Rồi bây giờ hãy cho mọi người coi không khí xung quanh nè. Đi xung quanh tới đây. Đây không khí về đêm nha cả nhà. Đây hàng quán vẫn còn rất là tấp nập nha. Đây hàng nước nè. Đây là hàng nước nha. Nửa đêm rồi, ai mà muốn ra đây uống nước thì vẫn có nước uống nha cả nhà. Đây là ốc nè, ốc đêm. Ốc đêm nha. Ai muốn ăn ốc đêm thì cứ ra đây ăn ốc đêm. Đây bán ốc rẻ lắm, ốc hương một phần như vậy là 80 ngàn. Trứng cút nè, ốc móng tay nè. Rồi ăn gì cũng được, xà me, luộc. Cô chủ quán cũng xinh đẹp nữa. Cảm ơn anh. Đây. Đây cái chỗ này là cái chỗ mà hồi trước là coi như là triển lãm nè cả nhà. Chỗ này là cái chỗ mà triển lãm sách đồ, hay là mỗi lần có cái việc mà triển lãm đồ hay gì đó là thì chỗ này là cái chỗ mà triển lãm. Thì bây giờ mở ra, hồi trước là có rào lại, bây giờ là mở ra rồi. Giờ cho các cô các chú bán mực với lại ốc đồ đó. Đây. Chúng tôi cũng có mua một cái phần ốc như vậy. Một phần ốc như vậy là 80 ngàn. 80 ngàn nha, ốc hương ăn cũng được lắm. Ăn cũng rất là ngon nha. Ok quá trời. Ngon không Tâm? Dạ ngon anh Dũng. Ngon như anh vậy đó. Vậy hả? Đây nhà hát thành phố nè mọi người. Đây nhà hát thành phố, mình đối diện nè. Đây Caravel nè. Đó. 2 giờ sáng mà tôi vẫn còn ngồi đây. Dạ thú thiệt là em cũng có chút việc cho nên là em cũng hơi say xỉn tí xíu rồi. Nên là em ra đây em ngồi em hóng mát cho không khí nó đỡ tí xíu. Quay ngược đó. Lại không? Quay ngược lại không? Rồi được rồi, không cần. Sống về đêm thôi. Dạ, cuộc sống về đêm thôi. Đó, cuộc sống về đêm, đây các diễn viên. Oh yeah. Sống chơi đêm. Đây 2 giờ sáng mà không về ngủ mà bây giờ vẫn còn lân la. Xong bắt đầu ngồi phun lửa phun ơ đồ nè. Đó, 2 giờ sáng. Tội nghiệp ghê không? Đó bây giờ nó mấy đứa này là mấy đứa mà hay ngậm dầu hôi xong rồi phun lửa ra đó. Muốn lửa đó. Tội nghiệp. Biết làm gì nữa. Đó. Trời ơi. Ê mày né né cái xe của anh ra được không? Tao có một chiếc duy nhất à. Mà mày ngồi đó mày thổi ngồi cái xong cái phật cái xe tao luôn á. Đó. Đó. Ê né né xe ra mày ơi. Né né xe ra. Né chiếc xe ra. Phun cái trái xe sao? Đó. Đó. Đó ghê không mọi người? Đó ghê không? Ghê không? Trước nhà hát thành phố đó. Mà nó thổi. Ui. Ui. Đó nó nuốt lửa đó mọi người. Ghê không? Thôi không dám làm. Vậy anh Dũng đi ra làm na tra với nước điện. Thôi. Không dám đâu. Sợ anh nám mặt luôn á.
đó, nó múa xong rồi đó mọi người. Đó, bây giờ là nó múa một màn biểu diễn vậy xong á, là bắt đầu cái đâu là cái gì? Cái gì? Để nè. Nè, sao con giờ này con không chịu đi ngủ vậy? Mà giờ này còn buông chải quá vậy? Tội nghiệp quá vậy? Sao giờ này không còn không về ngủ mà còn đi làm vậy đó hả? Nhà đâu ngủ? Nhà đâu ngủ hả? Chứ tụi con ở đâu? Con ở dưới bà cố thôi. Nhưng bà cố ở đâu? Cố con ở đường 20 thước đó. Nhưng mà ở đó là ở ngoài đường hả? Rồi bà cố con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. Ồ. Rồi coi như hai bà sao cháu tự nương tự nhau sống vậy đó hả? Rồi tối con đi thổi vậy thì một đêm con được bao nhiêu? Trăm mấy. Trăm mấy rồi con hưởng hết không hay con phải chia? Không, con đưa cho bà cố con thôi chứ con giữ chi còn. À vậy đó hả? Không, chú tưởng là con có một cái người nào đó coi như là chở con tới đây rồi xong mà coi như là giống như là làm cho tổ hợp á. Cái này là làm riêng lẻ hả? À. Ok. À, một thành viên phải không? Một mình tao đúng không? Ok. Rồi ok, chúc con một buổi tối vui vẻ nha. Ngủ ngon nghe. Về ôm bằng cố ngủ nghe. Rồi. Cô tính tiền con đi cô. Ủa vậy hả? Tính tiền rồi hả Tâm? À vậy hả? Trời đất ơi chị, 2 giờ sáng rồi mà coi như là vẫn còn ngồi để bán. Trời ơi, cực khổ ghê luôn á. Mà công nhận mấy chị sướng ghê. Nhà nước mở cái rào ra cái mấy chị nhào vô vậy. Tấn vô vậy, buôn bán vậy là coi như rất có lợi nha. Rất có lợi cho bản thân luôn. Nhưng mà em hỏi nè, có khi nào mà bị người ta rượt không? Có, trời ơi, hốt dữ lắm. Mới được đây té. Đâu, được coi. Rượt cái chỗ nào, té chỗ nào. Đâu coi. Đâu, được coi, té chỗ nào. Trời đất ơi, nè, thấy thương ghê không? Đó, buôn bán vậy nè. Đời sống chợ đêm mà đó chạy quá trời quá đất để bị té dập mặt luôn nè, thương quá. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 50 tuổi hả? Nhà cô ở đâu vậy? Ở Bến Giao, Bình Thạnh đó. Vậy hả? Rồi xong hàng ngày là cô đẩy cái xe đó lên cho đây bán? Xe này gửi ngay chỗ 31 Hàng Thuyên đó. À, xong cứ mỗi tối rồi đẩy ra bán rồi nè. Vậy hả? Gia đình cô có mấy người? Ba người coi như là buôn bán nước chắc giàu quá cho nên mới mướn cái bà này làm luôn đúng không? Bà già bà chả không nổi giàu phụ bà. Vậy hả? Nhưng mà cũng trong gia đình hay sao? Cũng trong gia đình luôn, con cháu rồi. Cũng con cháu đúng không? Đó, đây, lấy gói vét kìa, lấy gói vét kìa cô. Không. À, bà không có bán thuốc hả? Bà đi xuống dưới rồi đó con. Nhưng mà bán ở đây công nhận vui chứ ha? Lâu lâu. 31 năm rồi mới đây. Thì hồi trước là cô bán ở đằng kia đúng không? Đúng rồi. Cô bán cách đây 5 năm cô đứng ngay cột điện đằng đó. Đó, đó, rồi bởi vì con thấy cô quen đó. Hôm nay con thấy cô chàng ra đây là cô biết rồi. Con biết là cô tìm địa bàn mới. Cô nói nghe, hồi trước là cô đứng bên hạt lớn là dạ. Bây giờ cô bán bên đây. Dạ. Đi sau phố đi bộ mở là cô mới vô cái cột điện đó. Đó, thì con thấy bệnh á. Sau nó dừng ở đây lại là cô không có bán nữa. Đúng rồi. Khi nào nó gỡ ra là cô mới ra bán lại chỗ của cô. Ừ. Đó. À, nói chung... chứ đâu phải cô đâu có giành được chỗ của ta đâu. Ê, nói chung là chỗ của cô nha. Chỗ của cô nha. Không phải cô chỗ... nói vậy nè. Đâu ai giành xâm phạm chỗ của người khác rồi đâu. Quánh bể đầu luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, vừa. Nói chung đó. Đó, đúng rồi. Đó, nói chung là nói chung là quen mặt hết rồi đúng không? Cho nên ta biết cái chỗ nào bán chỗ nào nào dành là chết mẹ. Cô dễ thương ghê á, thiệt tình luôn. Tại vì cô bán á là cô không có như hồ đồ như mấy người kia, tại vì cô bán lâu năm. Con bỏ cái con trâu cô cũng cô đi. Cô bán cô đi. Nói chung là mình đi kiếm tiền mà đi đâu phải ra đây để gây lộn gây lão gì. Đó. Không biết kiếm tiền về nuôi con nuôi cháu nội cháu ngoại thôi. Đó. Còn ai làm gì làm kệ. Thì bây giờ cuộc sống mà mình đúng phải rồi. Chấp nhận, mình phải chịu nhịn nhục thôi mình mới tồn tại được. Chứ bây giờ mà coi như đời sống chợ đêm mà ngày nào mình cũng cãi lộn thì có không có đủ tiền mà coi đó. Như vô bệnh viện nữa đó. Thôi. Đúng không? Đúng rồi. Cô bán đây là đúng 31 năm ở Bình Nghệ, chưa bao giờ cô
có chị bắt là chị tội bán hàng rong và hàng chánh rồi về chứ chưa bao giờ thấy ở cái lộn cái lạ qua bà này quấn lộn quấn lạo chưa bao giờ có một cái gì đó. Nói chung rất là ok luôn á. Mai mốt là con mà rảnh rỗi con sẽ ra đây con ủng hộ cô hoài luôn nha. Cái chỗ này chỗ ngồi tốt mà, chỗ của cô chứ không có phải là chỗ của ai hết. Anh Dũng quay vậy để anh hỏi để đến sau ngày mai chọn tháng nữa anh làm xe đẩy ở đây đó. Trước nhà anh phố ngon quá trời đẩy chiếc xe luôn giờ đó. Chắc chạnh chạnh quá đi ra cái đó thấy không, cái nhà hàng thành phố mà. Nói chung là hôm nay là gặp được cô ở đây phỏng vấn được coi như để biết được là cái cuộc sống của cô như thế nào, đã trải qua 31 năm buôn bán hàng rong như thế nào, rồi những cái chuyện mà coi như là chạy chỗ đến nỗi mà phải té như thế này thì rất phải nói là nhìn là rất là thương cô luôn. Nếu như mình không hỏi thì làm sao mình biết được là cái chuyện này nó xảy ra đúng không cả nhà. Hy vọng là cả nhà, nếu như cả nhà coi cái video clip này xong á, mọi người mà thích đó, thì mọi người hãy đi ra đây ngay cái chạy cùng cô luôn, ngay cái chỗ với nhà hát thành phố, đi ra đây thấy ngay cái chỗ góc chỗ mình Lê Lợi với Đồng Khởi đó, cô đứng ngay đối diện trước nhà thành phố đó, ra đây thấy một cái cô cái đầu tóc rất là dễ thương như vậy thì hãy tới ủng hộ cho cô bán nước tất cả các loại nước luôn nha, ủng hộ cho cô rồi xong rồi sau đó là trò chuyện với cô cũng rất là thoải mái, rất là tự nhiên chứ cô không phải là kiểu như mà kiểu mà gọi là không dễ gần, rất là dễ gần luôn. Cảm ơn cô nha, chúc cô rất thiệt là nhiều sức khỏe. Coi như là buôn may bán đắt nha cô nha. Dạ. À, cô nhớ dạ. Như con Minh Dũng, này. Con Minh Dũng. Dạ. Minh Dũng diễn viên đó. Bởi vì không có quay một đứa bé tài năng nhí. Không, con không có quay đó. Dạ. Tại vì đứa bé thi tài năng nhí là cháu nội của cô. Ồ vậy đó hả? Phan Thành Phát. À Phan Thành Phát. À đây là bà nội của Phan Thành Phát là hồi xưa có thi gì cô? Tài năng nhí hả? Có đạt giải không cô? Đó, đôi top 3. Đôi top 3 luôn đó. Rồi giờ sao cô? Tài năng đó nó có được tài trợ gì không? Có tính làm đồ tài trợ, nhưng rồi khi bên túc vợ em có tài trợ cho nó một cái học bổng anh dân á, nhưng mà Covid này là chưa. À vậy hả? Nói chung là vẫn chưa có phát triển đúng không? Rồi cô chờ cơ hội đi, rồi từ từ đó sẽ phát triển thôi nha cô nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha, cảm ơn cô rất nhiều, bye bye cả nhà. Dạ nhìn mặt thấy quen lắm, con mình như con, trước quay bên kia rồi con chưa bao giờ quay, không có dám quay tại vì sợ lắm, chỗ ai nấy làm nó không dám làm nên cái sợ bị quýnh thôi. Đúng rồi chị. Dạ. Rồi, chào cả nhà nè. Ok, thôi thì Minh Dũng thì cũng đã cho mọi người biết được là cái cuộc sống về đêm ở Sài Gòn như thế nào rồi phải không cả nhà. Nếu như mọi người thích thì mọi người nhớ đăng ký, share và subscribe cho kênh Trình Minh Dũng Vlog của Minh Dũng nha cả nhà. Bây giờ Minh Dũng xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.